xuống đây gặp đá hành bông sen nha các bạn. Đá mang dắt mình đi á. Đây, từ xa thì các bạn thấy nha. Có hình u lên nha các bạn, giống như cái từ cái búp sen nha. Cánh sen hay giống như cánh ấy. Ừ. Dạ. Không có tròn á. Cánh sen. Từ phía bên kia kìa mình nhìn thấy nó dễ hơn, phải mình đi xuống dưới kìa. Chứ nhìn cho các bạn thấy rõ không? Ở trên nó nhìn cũng khá là giống này các bạn. Tại vì nó có hình quần quần ra đó. Nhưng mà đặc biệt cục đá này là đá của thiên nhiên. Nè, cái phần bên đây nè. Nhìn theo thời gian là các bạn cũng đã biết rồi. Rồi, mình sẽ đi lên trên là các bạn. Ồ, đây cục nè các bạn. Mình sẽ đi vô trong. Đây là thờ Đức Quốc Âm Nam Hải nha các bạn. Cái hình đó chắc là hình Đức Mẹ Quan Âm đó chắc là cũng lâu lắm rồi các bạn. Đây là 2014. Cái này còn trước tòa cửa này. Không ạ. Cái này là hồi 1884. Mà trùng tu là 2014. Dạ dạ. Rất là lâu. Đây, ở trên luôn các bạn. Đây là cái chuông phải không? Dạ. Ở dưới nho nè. Dạ, chuông bự. Cái thời chuông này mình đóng chuông là khoảng ngày nào mình đóng lò. Cũng như bên chùa Bà ở đây á thì khi cúng á mới dậm chuông. Dạ. Còn ở bên chùa Chánh á thì chiều 3 giờ rưỡi dậm chuông. Dạ. Rồi đó là khuya 3 giờ dậm chuông là công phu. Dạ dạ, dậm đại hành chuông. Dạ. Còn cái trống thì mình cái trống này khi nó là có cúng mà nó có quánh với chuông. Dạ. Và quy được. Dạ. Còn khi công phu thì quánh đại hành chuông. Dạ. Thì mình đi giáp dòng cho cả nhà xem cái này. Dòng ở đây thôi các bạn nè. Đây là cái chuông cổ nè. Rồng cây rõ. Cái bức tranh này ngộ quá không Nam? Có cái chữ Tàu nè. Chữ Tàu đó là ở trong kinh Đại Bi đó. Chú Đại Bi đó. Chú Đại Bi nè. Mỗi một chữ vậy đó mình đâu biết đâu mà đọc. Dạ. Ở trong trong một cái cuốn kinh Đại Bi giống như là một cái bài chú Đại Bi mà thành là hình Mẹ Quan Âm. Dạ. Mà cái bức tranh này là mình của người ta đang cúng không biết. Dạ, người ta cúng. Dạ. Lúc xây chùa tu sửa sau này mới có thôi đúng không? Phải. Dạ dạ. Nhiều người Phật nhiều Phật luôn nè. Phải mặt đâu cái này 84 vị La Hán. À, 84 vị La Hán. 84 vị. Ở đây cũng có nhang đèn với kinh các bạn. Phía sau cũng có mẹ con Phật. Ngày xưa có công mà tu bổ chùa. Đây là hình của mẹ đâu các bạn. Là cái ở số 2 của bà cả. Dạ, là cháu của bà Phật. Dạ, cũng là người lắm. Dạ, cũng là người quan tâm. Các bạn nhỏ nhỏ như giống như tranh mà tranh cái kiểu làm bằng những cái giống như gói vậy đó các bạn. Cái này đặc biệt tại cái chùa này năm 84 tới bây giờ là nhà trước đó là kiến trúc này cũng được trùng tu rồi, xây năm 84 tới giờ. Là ngày xưa xây luôn đó. À,
Chắc video của mình kết thúc tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn ở video sau.